đến xã Tam Giang Đông, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau trong những ngày này. Câu chuyện giăng lưới làm cá khô của đoàn viên, hội viên và nhân dân gửi tặng người dân vùng dịch được nhiều người nhắc đến. Bởi tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19 được lan tỏa mạnh mẽ nơi đây. Thấu hiểu được khó khăn của người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhất là vùng tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh, ngoài việc giăng lưới bắt cá, vợ chồng ông Trần Ẩn và bà Phan Thị Phượng cùng nhau làm cá phơi khô để gửi đến người dân trong thời gian sớm nhất. Bản thân tôi thì cũng không có góp phần gì được nhiều, chỉ có cây nhà lá vườn, có số cá rồi trong vuông thì cũng ủng hộ với anh em cùng góp phần để rồi chia sẻ với bà con ở trên thành phố và các nơi khó khăn. Hơn một buổi sáng giăng lưới, khoảng 200 kg cá phi được tập kết về nhà của một người dân. Ở đây có gần chục anh chị em cùng nhau làm cá, rửa sạch, ướp gia vị và tiến hành phơi khô. Mỗi người một việc với không khí rất khẩn trương bởi họ ý thức được việc làm ý nghĩa của mình. Đây cũng là lần thứ ba cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân xã Tam Giang Đông làm cá khô tặng cho bà con bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với hơn 100 kg cá khô. Mấy chị em mà tập trung bằng gì cũng vui lắm. Nói chứ giúp về Sài Gòn cho Sài Gòn ăn, chị em ai cũng vui, mừng vui hết trơn. Vươn cái sớm vậy đó, tập trung lại mặn vậy đó. Cái nhóm nuôi công nghiệp của tôi vận động thêm một số bà con ở ấp mình cùng nhau chung tay góp sức sẽ duy trì còn dài dài. Nếu Sài Gòn giảm dịch thì tôi mới ngưng. Ông tôi tiếp tục. Đảng ủy đã chỉ đạo cho các đoàn thể vận động những hộ dân, những mạnh thường quân ngay tại nơi điểm mà chúng tôi đến đó để chúng tôi vận động bà con sẽ trực tiếp mặn luôn và phơi tại đó luôn. Rồi sau khi khô chúng tôi sẽ trực tiếp đóng thùng và gửi trực tiếp lên tới địa điểm nơi nhận. Cá khô tuy là món ăn dân dã, giá trị không lớn, nhưng đó là tấm lòng của người dân xứ biển Tam Giang Đông ở vùng cực Nam Tổ quốc gửi đến người dân thành phố Hồ Chí Minh đang gặp nhiều khó khăn trước đại dịch Covid-19.